Lại nữa, thiện hiện, cái gọi là Đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính cái danh của tám giải thoát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biên xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thường của tám giải thoát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thường của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biên xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô thường của tám giải thoát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô thường của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biên xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh lạc của tám giải thoát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh lạc của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biên xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh khổ của tám giải thoát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh khổ của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biên xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh ngã của tám giải thoát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh ngã của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biên xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô ngã của tám giải thoát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô ngã của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biên xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tịnh của tám giải thoát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tịnh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biên xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất tịnh của tám giải thoát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất tịnh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biên xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh không của tám giải thoát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh không của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biên xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất không của tám giải thoát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất không của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biên xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu tướng của tám giải thoát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu tướng của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biên xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô tướng của tám giải thoát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô tướng của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biên xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu nguyện của tám giải thoát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu nguyện của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biên xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô nguyện của tám giải thoát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô nguyện của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biên xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tịch tịnh của tám giải thoát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tịch tịnh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biên xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất tịch tịnh của tám giải thoát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất tịch tịnh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biên xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh viễn ly của tám giải thoát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh viễn ly của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biên xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất viễn ly của tám giải thoát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất viễn ly của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biên xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu vi của tám giải thoát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu vi của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biên xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô vi của tám giải thoát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô vi của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biên xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu lậu của tám giải thoát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu lậu của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biên xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không.
Chính cái danh vô lậu của tám giải thoát là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh vô lậu của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh sanh của tám giải thoát là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh sanh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh diệt của tám giải thoát là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh diệt của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh thiện của tám giải thoát là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh thiện của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh phi thiện của tám giải thoát là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh phi thiện của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh hữu tội của tám giải thoát là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh hữu tội của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh vô tội của tám giải thoát là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh vô tội của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh hữu phiền não của tám giải thoát là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh hữu phiền não của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh vô phiền não của tám giải thoát là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh vô phiền não của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh thế gian của tám giải thoát là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh thế gian của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh xuất thế gian của tám giải thoát là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh xuất thế gian của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh tạp nhiễm của tám giải thoát là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh tạp nhiễm của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh thanh tịnh của tám giải thoát là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh thanh tịnh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh thuộc sanh tử của tám giải thoát là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh thuộc sanh tử của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh thuộc niết bàn của tám giải thoát là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh thuộc niết bàn của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh tại nội của tám giải thoát là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh tại nội của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh tại ngoại của tám giải thoát là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh tại ngoại của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh tại lưỡng gian của tám giải thoát là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh tại lưỡng gian của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh khả đắc của tám giải thoát là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh khả đắc của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh bất khả đắc của tám giải thoát là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh bất khả đắc của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Lại nữa, hiện hiện cái gọi là Đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính cái danh pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh thường của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không?
Chính cái danh thường của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô thường của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô thường của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh lạc của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh lạc của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh khổ của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh khổ của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh ngã của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh ngã của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô ngã của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô ngã của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tịnh của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tịnh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất tịnh của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất tịnh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh không của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh không của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất không của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất không của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu tướng của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu tướng của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô tướng của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô tướng của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu nguyện của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu nguyện của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô nguyện của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô nguyện của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tịch tịnh của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tịch tịnh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất tịch tịnh của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất tịch tịnh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh viễn ly của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh viễn ly của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất viễn ly của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất viễn ly của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu vi của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu vi của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô vi của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô vi của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu lậu của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu lậu của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô lậu của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô lậu của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh sanh của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh sanh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh diệt của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát chăng?
Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh diệt của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh thiện của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh thiện của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh phi thiện của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh phi thiện của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh hữu tội của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh hữu tội của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh vô tội của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh vô tội của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh hữu phiền não của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh hữu phiền não của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh vô phiền não của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh vô phiền não của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh thế gian của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh thế gian của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh xuất thế gian của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh xuất thế gian của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh tạp nhiễm của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh tạp nhiễm của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh thanh tịnh của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh thanh tịnh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh thuộc sanh tử của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh thuộc sanh tử của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh thuộc niết bàn của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh thuộc niết bàn của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh tại nội của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh tại nội của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh tại ngoại của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh tại ngoại của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh tại lưỡng gian của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh tại lưỡng gian của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh khả đắc của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh khả đắc của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh bất khả đắc của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh bất khả đắc của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lại nữa, thiện hiện cái gọi là Đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính cái danh pháp môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh pháp môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thường của pháp môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thường của pháp môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô thường của pháp môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô thường của pháp môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh lạc của pháp môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh lạc của pháp môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh khổ của pháp môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh khổ của pháp môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát chăng?
Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh ngã của Pháp Môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh ngã của Pháp Môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh vô ngã của Pháp Môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh vô ngã của Pháp Môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh tịnh của Pháp Môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh tịnh của Pháp Môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh bất tịch của Pháp Môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh bất tịnh của Pháp Môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh không của Pháp Môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh không của Pháp Môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh bất không của Pháp Môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh bất không của Pháp Môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh hữu tướng của Pháp Môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh hữu tướng của Pháp Môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh vô tướng của Pháp Môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh vô tướng của Pháp Môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh hữu nguyện của Pháp Môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh hữu nguyện của Pháp Môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh vô nguyện của Pháp Môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh vô nguyện của Pháp Môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh tịch tịnh của Pháp Môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh tịch tịnh của Pháp Môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh bất tịch tịnh của Pháp Môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh bất tịch tịnh của Pháp Môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh viễn ly của Pháp Môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh viễn ly của Pháp Môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh bất viễn ly của Pháp Môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh bất viễn ly của Pháp Môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh hữu vi của Pháp Môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh hữu vi của Pháp Môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh vô vi của Pháp Môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh vô vi của Pháp Môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh hữu lậu của Pháp Môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh hữu lậu của Pháp Môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh vô lậu của Pháp Môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh vô lậu của Pháp Môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh sanh của Pháp Môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh sanh của Pháp Môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh diệt của Pháp Môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh diệt của Pháp Môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không.